Chào tất cả anh em. Mình lại tiếp tục lên vài mặt hàng dụng cụ đồ nghề Nhật Bản để giới thiệu anh em. Đợt này mình làm cái bài tổng hợp, tại vì nó có nhiều món nó lẻ tẻ quá, làm một bài riêng thì nó cũng tốn thời gian anh em theo dõi, thì mình tổng hợp lại mình làm một bài. Đợt này mình giới thiệu anh em gồm có 6 món. Đầu tiên là cái eto kẹp trái khế Nhật Bản. Cái mẫu này chuyên dụng để anh em ta kẹp đồ, làm mấy cái lốp xe rồi này, hay kẹp nhiều chi tiết mặt phẳng lớn thì sử dụng cái tô kẹp này cũng rất là lợi hại. Và mình bán cái con tô kẹp trái khế này với giá là 400 ngàn chưa phí vận chuyển. Cái mặt hàng số 2 là cái kìm cắt thép, cắt tối đa là 5 ly nha anh em. Đó, của hãng Hit. Dòng này là chuyên dụng để anh em ta cắt lưới B40 này, còn rất là ok, rưỡi lưỡi là không hề mẻ. Mình bán với giá là 350 ngàn chưa phí vận chuyển. Dòng này là dòng 300 mm nha anh em. Và số 3 là mình giới thiệu anh em về cây kéo cắt tôn cộng lực đến từ hãng MCC. Cái dòng này kéo cắt tôn cực kỳ khỏe anh em, cái lưỡi loại này là cắt tôn dễ cắt lắm anh em, cắt lượng cũng được, cắt thẳng cũng được, thiết kế cộng lực nữa nên là cắt rất là nhẹ tay. Và mình bán với giá là 300 ngàn chưa phí vận chuyển. Cái mẫu số 4 là cây dũa gỗ chuyên dụng những anh em làm thợ mộc hoặc làm DIY rồi dũa chi tiết gỗ, sử dụng cây bào gỗ này nè. Mình bán với giá là 200 ngàn chưa phí vận chuyển. Cái mẫu số 4 là cây rút rivet của hãng Bi Kết của Mỹ, hàng chuẩn made in Japan nha anh em. Anh em xem kỹ nhé. Cây này còn hoạt động rất là ok. Và mình bán với giá là 300 ngàn chưa phí vận chuyển. Và cái món cuối cùng là cái món dành cho những anh em đi câu cá. Đây là cái kìm mở lưỡi câu. Quá trình em câu cá lớn cần khó rút lưỡi câu thì sử dụng cái kìm này, nó bấm mép của cá để mà lấy cái lưỡi câu ra. Chất liệu thép inox không gỉ. Rất là đẹp, hàng chuẩn Giáp Băng luôn nha anh em. Đó. Rồi, anh em nào quan tâm trong 6 sản phẩm này thì liên hệ bên phía mình. Bên mình có ship code toàn quốc. Anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Mình sẽ tiếp tục lên vài mặt hàng nữa để giới thiệu anh em. Anh em cố gắng theo dõi nhé. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.